Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Hello, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu. Ok, hôm nay thì bản update thì mini update nó cũng update xong rồi anh em ạ. Thì mình không biết là cái bộ trang bị bạch kim của bộ trang bị Zogo và đại bộ trang bị Chopper thì không biết là có anh em nào đã up lên được chưa ta. Thì mình cũng chẳng biết, để mình xem thử. Bây giờ hiện tại mình không có cái bộ trang bị nào của mấy cái con tướng rồi anh em ạ. Mình toàn là bộ trang bị Kaido thôi, cho nên là bây giờ mình không có biết được khi mà thức tỉnh mấy cái món đó xong mình sẽ tốn bao nhiêu nguyên liệu đây. Đây, mình sẽ dỡ bỏ cái món này thử. Mình sẽ truyền nó ngược lại cái bộ trang bị Chopper đi nè. Mình sẽ truyền ngược lại bộ trang bị Chopper đi, để mình xem thử. Không, mất tiêu rồi, Zogo cũng được, bộ trang bị Zogo nè nè. Đây, bây giờ mình sẽ truyền thử. Cứ mỗi lần truyền qua như vậy thì nó sẽ bị văng game ra. Vậy mà bây giờ mình sẽ vô lại, anh em đợi xíu nha. Hiện tại bây giờ mình đang chơi ở bên cái ạc của mình là ở bên server số 1, cụm số 1 cho anh em. Mùi ngon quá. Gần tới Trung Thu rồi anh em à. Còn vài ngày nữa là tới Trung Thu rồi. Biết là mấy anh em đã mua bánh Trung Thu này kia các kiểu chưa. Hiện tại bây giờ năm nay buồn quá anh em, không có thấy sạp bánh Trung Thu nào nó mở bán hết, cho nên là rất là buồn. Đây, hiện tại giờ mình đang chơi ở cái S1, cụm số 1 luôn. Cụm đảo kho báu server số 1 đây đó, anh em nào mà nếu mà ở cụm số 1 có thể là add mình được, không biết là ở khác cụm này có add được hay không thì mình cũng không biết, cho nên là thì mấy anh em nào mà chơi chung cụm thì có thể là add mình để xem thử. Ôi, 30 bạn rồi nè, 30 bạn kết bạn rồi, giờ không biết anh em nào ở đây quen nữa để mà kết bạn đây đó, cho nên là mình cũng không biết là ai với ai. Tú nè, Luffy 69 Gaming, Mr. Sát, Nunu, Chim Toa, ôi tên bữa quá, Fan 69. Này chắc còn nhóc sâu chín ở trong bên Game One Bulma nữa. Rồi, ok, để mình xem thử cái món trang bị hồi nãy mình mới chuyển đồ qua thử. Khi mà, à chết đây, khi mà anh em phải up đủ đủ full sao thì anh em mới có thể lấy được, chứ mình quên mất tiêu. Đây, cái điếu thuốc mà. Khi mà anh em up full sao thì anh em mới có thể là đột phá bật trang bị bạch kim được. Bây giờ mình cần phải lấy một cái món trang bị của cái con A hoặc là con A với lại Sanji của mình như là full sao hoặc lại, để mình truyền qua thử xem là nó tốn bao nhiêu đá để có thể là thức tỉnh được cái trang bị bạch kim này. Quên mất anh em, quên mất anh em phải full sao anh em mới có thể là đột phá được cái trang bị bạch kim, quên mất tiêu. Rồi, ok, để bây giờ mình sẽ vô mình xem lại thử trang bị đây. Tự nhiên mình chuyển qua anh chi hên là cái đồ trang bị của cái email, cái dòng cuối là cái dòng cùi bắp, cho nên là mình có thể là mình chuyển ra xong cái mình giám định lại nó sẽ reset lại được cái dòng cuối của cái con cái món trang bị của cái con email đây mà đó. Đây, cấp bảo kích 50 điểm luôn, đây ngon lành, đây có thể là reset lại được cái dòng cuối không một lý lính nè. Đây mình sẽ chuyển tới chuyển lui để mà mình có thể là reset lại được cái dòng cuối, biết đâu ra được cái dòng cấp bảo kích thì sao nha. Đó, bây giờ mình sẽ truyền vào món trang bị của con sừng Chopper cũng được. Vậy mình chọn đại đi, thì cái dòng nó vẫn còn ở bộ trang bị cũ. Truyền qua đây thì sẽ không có bị điệt game nè. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ xem thử cái món trang bị món trang bị này đột phá lên đó. Ủa kỳ vậy, mình chọn lộn món, nên mình chọn lộn món. Đây, chuyện đột phá trang bị bạch kim nè. Ây, cần đến 55.850 đá đột phá với lại 8.000 cái đá vũ trụ. Hiện tại bây giờ cũng chẳng biết cái đá vũ trụ này kiếm ở đâu nữa. Và nó không có cho mình xem thử là cái chỉ số sau khi mà mình đột phá lên trang bị bạch kim mà nó sẽ cộng thêm những cái gì hết em. Đó, nó không có cho mình biết nè. Vì vậy mình không thể nào mình xem được. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển ngược lại đi. Hiện tại bây giờ thì nó chỉ cho up cái bộ trang bị quá cái này nó bị lỗi anh em, khi mà anh em thoát ra vô lại thì nó sẽ xuất hiện lại mấy cái dòng cũ. Đây, bây giờ mình sẽ thoát mình vô lại thì nó sẽ hiện lên mấy cái dòng thôi.
để mình xem trên group mà biết có anh em nào mà đã đột phá được cái trang bị bạch kim chưa nữa. Mini update đã hoàn tất. Anh em trong quần đảo nhường nhau nhận cái huy hiệu được không? Này khó quá anh em à, cực kỳ khó luôn á. 7 ngày cày chay như vậy ổn chưa mọi người, thử cày cuốc cày chay xem tới đâu. 7 ngày cày chay mà đép 68 cũng được anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô lại. Đó thì nó không có cho mình xem thử cái thông tin của cái bộ trang bị bạch kim nó sẽ như thế nào, cho nên là mình cũng chẳng biết được là nó có mạnh hay không anh em. Đây nó bị lỗi cái lực chiến, nên là mỗi lần vô phải kiếm mấy con tướng này kia hơi bị đuối anh em. Đây Sanji nè. Đó khi mà anh em chuyện qua xong thì nó sẽ vẫn xuất hiện lại 4 dòng bình thường, và bây giờ mình sẽ giám định thử xem mà cái dòng cuối nó sẽ gây hồi HP cộng 9 điểm cũng được đi anh em. Đó 806,00 nè, hồi nãy là chỉ 806 thôi, bây giờ nó đã hiển thị là 00 rồi nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xem thử là hôm nay quên, mình còn cái sự kiện mà nhà hàng mình chưa có quay 500 vé nhà hàng, để mình xem thử xíu, mình sẽ test thử nhân phẩm của mình trong cái nhà hàng xem thử là mình ra được những cái con tướng đỏ gì đây. Không thấy anh em nào mà chia sẻ lên cái đồ trang bị bạch kim hết đây nè. Chắc là không có anh em nào xài giờ này, mấy anh đại gia này kia chủ yếu là xài mấy bộ trang bị San với lại Kaido thôi anh em. Chắc cũng chẳng xài trang bị Zogo với lại Chopper đâu, cho nên là chắc cũng không có đột phá lên để mình xem được. Để mình xem thử có anh em nào nghịch phá này kia up lên chơi thì kia các kiểu thì chắc cũng có. Anh để mình xem thử. Ơi, các bạn này đã lên được cái thiên thư hải tặc level 90 luôn nè anh em. Không vật lý lên thêm 5.964k, đủ vật lý là 4.620k nữa. Đó, sói võ trí nè, 1.619.500 nhầm sao ghi anh em. Đây là 5 triệu nhưng mà cái số này là tới 16 triệu này, mà sói võ trí tới 16 triệu đâu. 16.195.200. Đó, rất là nhiều. Đây còn ở trên này chỉ có là 4.600.000 thôi. Đây. Và tốn 2 triệu đá cổ ngọc anh em. Đó, từ 60 lên 90 mà tốn đến 2 triệu đá cổ ngọc. Khá là tốn kém, chưa kể ngọc để mà có thể là đột phá lên bậc 70, 80, 90 nữa đó. Đó, tốn cực kỳ tốn luôn. 90 thôi chứ này chưa đột phá lên tiếp anh em. Cho nên là chỉ tốn là 70, 80 thôi. 60 chắc là đột phá lên 60, 60 lên 70, 80, 90. Khá là tốn anh em à. Ngọc này kia, trời 467k ngọc luôn. Khá là dữ. Có mấy ông vô khích này kia 1000 tầng, 2000 tầng thôi, AD tạo server riêng cho mấy bạn nó chơi ên luôn đi. Hả? Chơi lên khiêu khích này kia các kiểu, nhưng mà AD sẽ không ra đâu anh em à. AD không có up đâu. Dễ gì? Khiêu khích thì khiêu khích thôi chứ ra cái đó người ta sập game rồi sao? Ai chơi nữa. Mà công nhận là cấp này game khá là hướng về cho mấy anh em nông dân ở đây mà. Cực kỳ dành cho mấy anh em nông dân luôn đó. Thì anh em cũng đã biết rồi, hồn tướng này là trái ác quỷ này kia. Đó, trái ác quỷ hình xăm các kiểu. Hiện tại bây giờ anh em nếu mà chịu khó tích bia này kia, anh em vô trong chơi mấy sự kiện thôi là đầy ắp luôn anh em ạ. Cực kỳ nhiều luôn đó. Vì vậy mà mấy anh em nông dân bây giờ là nói chung là cũng khá là sướng hơn tụi anh em nông dân của mình ngày xưa rất là nhiều. Ngày nay mấy anh em nông dân mà chịu khó cày cuốc này kia là khá là êm. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ mở 500 cái vé chiêu mộ lệnh vàng ra xem thử nhân phẩm hôm nay như thế nào cho anh em xem luôn, sẵn nó tâm sự với lại anh em này kia các kiểu. Này có nhiều anh em là đợt này chắc là không đủ để mà chiêu mộ 5.000 lần, thì anh em có thể là xem thử tới cái mốc nào ok đó thì anh em cứ chơi thôi. Chứ bây giờ cái mốc nó càng ngày nó càng tăng lên, cho nên là chẳng biết đợt sau nó sẽ lên 6.000 hay là 7.000 nữa. Vì vậy mà mấy anh em tích được khoảng có vài trăm vé thì anh em có thể là xem thử nhắm cái mốc nào đó ăn full được. Ủa lộn, ăn được tới đâu ngon á thì anh em ăn tới đó dừng lại được rồi. Mình thấy ở cái mốc 5.000 nó cũng chẳng ngon như lắm đâu. Vì vậy mà anh em xem thử là cái mốc nào ngon thì anh em cứ ăn tới đó nha anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử nhân phẩm. Nãy là mình 915 cái vé chiêu mộ linh vàng, bây giờ mình sẽ xả hết 500 vé. Và mình nhìn cái đống vé chiêu mộ linh vàng mình dội đạn quá anh em. Đây, làm biến xả luôn. Vài bữa mong là biết update sẽ ra thêm một số tướng mới này kia các kiểu, thì mấy con hải tặc nhỏ nhỏ này kia đó, ra thêm mấy con hải tặc nhỏ nhỏ mới này kia để up cái thiên thư đó. Đó, sẵn là mình xả mấy cái chiêu mộ hình bạc luôn, giờ làm biến quá.
Đây, giờ còn có 149 ca ngọc thôi anh em à. Sáng giờ xài hết 80k nữa mà chơi cái vòng quay. Chẳng biết 500 vé này chắc là mình sẽ không thể nào mình lên đủ được cái móc 1 triệu, 1 triệu cái này đâu anh em. Hôm bữa mình lít chơi chơi ai ngờ đâu lít trúng luôn, cực kỳ đen. Đen dữ thiệt chứ. Mất hết 10k điểm. Nãy giờ cho Navigot nhiều quá nè. Đây Navigot anh em. Đợt này chẳng biết là thức tỉnh con nào anh em, mình nghĩ là chắc là có thể là Sanji rồi anh em à. Chắc là đợt này thức tỉnh Sanji với lại gia tướng mới là con Lao đó anh em. Vì vậy mà đợt này không biết là Lao nó có ngon lành hay không thì không biết, chẳng biết là nó sẽ ngon hay là phế như đằng Sabo hiện tại bây giờ. Sabo hiện tại giờ cực kỳ phế lòi luôn anh em à, phế cực kỳ luôn. Chẳng biết gia tướng chi cho nó. Nên chắc là đi cho đủ tướng đi cày ruộng với lại con Luffy anh em. Nhưng mà phải đi bộ 3 luôn, đi theo con A nữa không ạ. Hiện tại giờ A đang beta. Luffy với lại Sabo đang cày ruộng, cày châu Kaido anh em. Đèn Kaido ra đang cho nó cày ruộng à. Ôi nãy giờ không ra được gì không? Gáp nữa. Con nội Gáp đi chung với Luffy đâu mà anh em. Đây, để mình xem thử. Marco hiện tại giờ cũng còn đắt sử dụng anh em. Đội hình tay dài thì Marco cũng khá là êm nha. Đó, Marco vô đẩy chung với lại con ai. Đó, cực kỳ xịn sò luôn. Aokiji nãy giờ cũng ra nhiều rồi ta. Ui, gâu trắng nè anh em, bố già gâu trắng nè. Chắc là mình vừa mới thức tỉnh gâu trắng lên 10 sao rồi cho nên giờ được mảnh gâu trắng cũng chẳng biết làm gì luôn. Vài bữa nó lên thức tỉnh còn 10 chứ, mình lên 10 sao rồi. Khi nào vài bữa nó lên 11, 12, 13, 14 sao rồi đó. Cho nó thêm mấy thuộc tính này kia vô cho nó hấp dẫn xíu. Được nãy giờ biết bao nhiêu vé luôn mà chỉ được mỗi một con tướng đỏ thôi anh em. Nãy mình 915 thì mình mở xong rồi còn lại 415 vé. Trời, 500 vé này mình chắc mình mở cũng khá là lâu á nè mà. 500 lần. Nãy giờ mới được có mấy chục lần thôi. Đây, mình sẽ mở tốc hành tốc độ luôn. Mấy anh em nào mà chưa biết cách tải auto list này kia, nhưng mà ở trên điện thoại nói chung là cực kỳ khó nha anh em. Anh em nếu mà chơi trên máy tính này kia thì anh em có thể là tải mấy cái giả lập này kia về. Chơi trên giả lập này kia nó khỏe hơn. Anh em auto này kia nó cũng khỏe hơn là so với trên điện thoại đó. Giờ điện thoại mình xả hết này bao dính mấy đồng hồ nó nóng máy dữ lắm anh em à. Bữa nay nói chung là update này mình cũng chẳng làm được gì hết anh em. Update này mình cũng không làm được gì hết. Thì phải up cái trận pháp. Hiện tại giờ mình chỉ mới có 200 mấy thôi, chưa được lên được 300 nữa. Mà hiện tại giờ nó đã lên trước mốc 500 luôn mà. Đó, thêm cái thiên thư nữa. Thiên thư hiện tại giờ mình cũng chẳng lên nổi 60 nữa. Mà giờ nó đã lên đến mốc 90 rồi. Trang bị hiện tại giờ thì cũng không có, mình cũng không up được trang bị bạch kim. Chẳng có đá vũ trụ ở đâu mà up luôn em. Đây, chắc là vài bữa nó sẽ ngày mai chắc sẽ ra thêm mấy cái sự kiện kia bán đá vũ trụ để xíu mình vô trong shop shop giảm giá với shop ưu đãi này kia bữa nay xem thử là hôm nay có cái đá vũ trụ nào hay không. Để xíu mình vô mình xem thử nè, không biết là có bán bên trong không anh em. Đó, để mình xem thử như thế nào. Hôm bữa trước mình vô ạc của bạn Vũ. Bạn Ngũ Ca anh em à. Ngũ Ca đúng rồi. Như là bạn Ngũ Ca thì mình thấy ở trong đó là có cái đá vũ trụ anh em. Đó, có 1000 đá vũ trụ thôi. Nhưng mà để up một bộ trang bị bạch kim thì anh em cần phải là 8 lần 4 3000 32k, 32k đá vũ trụ lần anh em à. Đây, chẳng biết là kiếm đá full set đá vũ trụ ở đâu ra được để mà để up được bộ trang bị bạch kim hoàn chỉnh á. 32k đá là cũng khá là nhiều anh em. Hồi nãy giờ lo nói chuyện với anh em mà chẳng thấy được ra được con tướng đỏ nó hết rồi ta. Nãy giờ toàn là mấy con tướng cam không à. Ui, không ra được con tướng nào luôn. Thì nói chung là đợt này chắc là bộ trang bị bạch kim muốn up full cũng khó. Chắc sáng giờ cũng chẳng có anh em nào up được full cái bộ cái trang bị bạch kim quá. Cho nên là nãy giờ không thấy ai up hình bộ trang bị bạch kim hết cho anh em ơi. Vậy có anh em nào up lên mình xem thử như thế nào ha. Chắc là nay mai gì đó thì sẽ ra mở bán đá vũ trụ này kia cho mấy anh em up trang bị bạch kim các kiểu. Rồi, ok, hiện tại giờ mình đã quay được 100 cái vé chuyên mộ lên vàng này. Khá là lâu. Biết lâu mới xả được 100 vé ha. Nhân phẩm bữa nay có vẻ như nó hơi đen.
nãy giờ 100 vé mà chỉ được một con tướng đỏ thôi anh em. 100 vé mà chỉ được mỗi một con tướng đỏ duy nhất. Khá là đen luôn. Khi nào mình xả 500 vé mà nó chỉ ra được có 5 con tướng đỏ không anh em? Đen dữ gì ta? Bo Hancock nè. Để thêm Namigod, Namigod, Mr. Chu. À, bà già tại Sugu lại Kogodai. Đây, hai con Namigod luôn nè. Nãy giờ là ra Namigod hơi bị nhiều luôn anh em à. Nãy giờ ra biết nhiều luôn. À, Kid với lại God. À, Lucy, Kaku. Hai cái này như là chung với CB9 phải. Usopp với lại Kid. Usopp mầm điêu, Namigod nữa nè. Lại một con Namigod nữa nè. Namigod với lại Kid nữa nè. À, định livestream để mà mở mấy cái này với anh em. Nhưng mà cấp này mạng nó bị gì á anh em à. Cứ buổi tối là tầm cỡ 7 giờ tới khoảng 10-11 giờ tối mình không thể nào mình vô Facebook được. Cho nên là mấy anh em nào mà inbox cho mình vào cái đoạn thời gian đó là nhiều khi mình không có trả lời anh em được luôn nha anh em. Anh em nếu mà đổi thẻ này kia anh em có thể inbox cho mình sớm sớm một xíu. Đó, từ cái khoảng thời gian đó mình không thể nào mình đăng nhập vô Facebook được. Nó bị lắc quá anh em à. Nó lót biết lâu vô mà nhiều khi mình vô mình lót xong rồi mình vô mình không trả lời được anh em. Trả lời nó cứ báo lỗi hoặc là mình không thể nào mà mình có thể là xem được cái hình cạc của anh em gửi. Đó, khó gì đó, trả lời cho anh em thì nó cũng không được luôn. Chẳng biết mà sao, có thể là do học online nhiều anh em. Có thể là chắc vậy. Đó, mấy anh em học online nhiều quá cho nên là cái mạng nó bị lắc đi rất là nhiều. Đấy, xung quanh thì nhà nào cũng học online bây giờ đó, nhà nào cũng online bây giờ đó. Cho nên là cái đường truyền nào cũng chịu cho nổi được. Tại đa số nhà nào cũng có con học online mà anh em. Đó, thì anh em cứ tính đi. Mỗi buổi tối là có bao nhiêu người học online vậy? Vì vậy mà cái đường truyền nó khá là chậm vào cái khoảng thời gian từ 7 giờ tối cho tới 10-11 giờ tối nữa. Cực kỳ lắc. Chẳng biết là... À, được mắc cô anh em. Đó, chẳng biết là tối nay mình có thể là livestream để mà tổng kết được cái danh sách anh em chơi cái sự kiện dự đoán xổ số hay không đó nè. Sợ nhiều khi đang live cái nó bị rớt mạng này kia các kiểu khó lắm em. Để xem thử tối nay tình hình như thế nào. Nếu mà ổn thì mình sẽ live để mình công bố người dự đoán chính xác. Còn không thì mình sẽ tạo một cái bot, một cái tấm hình giống như là đợt trước. Đó, mình để những bạn nào mà dự đoán chính xác hoặc là không chính xác thì mình sẽ công bố hai bạn nhận được giải khuyến khích ngày hôm nay. Đó, thì anh em cứ chờ xem nha. Nếu mà tối nay ổn thì mình sẽ livestream, mình sẽ công bố kết quả luôn. Livestream không có công bố kết quả này kia nó sẽ hấp dẫn hơn anh em. Đang suy nghĩ là không biết là ngay đêm Trung thu là mình sẽ tạo một cái event gì đó cho anh em chơi mà chưa biết, hiện tại giờ chưa suy nghĩ ra được cái event nào hay hay. Anh em nếu mà xem tới cái đoạn này thì anh em có thể góp ý cho mình cái event nào nó hay hay xíu để mình có thể là làm cho mấy anh em chơi vào cái đêm Trung thu. Đêm Trung thu năm nay thì chắc mấy anh em cũng chẳng đi đâu chơi được đâu. Không thể nào đi khu vui chơi hay là đi rước đèn dòng sớm được. À, ôi được một con mắc cô nè anh em. Hiện tại giờ cách ly giãn cách xã hội thế này thì chẳng thể nào mà đi Trung thu được. Năm nay vắng bóng mấy cái gạp bán bánh Trung thu luôn anh em. Không có thấy một cái gạp nào sạp nào bán bánh Trung thu ngoài tiệm ngoài đường hết. Như mọi năm là tầm khoảng này là rất là nhộn nhịp. Đây, mấy cái quầy bánh Trung thu này kia là bu đen bu đỏ mua bánh mua lồng đèn này kia các kiểu. Năm nay là không có cái sạp để mà bu luôn anh em. Chẳng dám ra đường luôn. Ra đường mà anh em mà ra đường mà không có lý do chính đáng hoặc là đi không đúng cái tuyến đường hoặc là đi như anh em ở cái phường này mà anh em đi qua phường khác anh em mua đồ là anh em sẽ bị lụm 2 triệu đi. Đây cũng được một con Mihao nè anh em. Đó, có vẻ như 100 lần tiếp theo nó sẽ hơi bị hên hơn. Được 3 con tướng đỏ rồi anh em. Được 3 con tướng đỏ. Không biết là tình hình dịch giả mấy chỗ của anh em như thế nào chứ chỗ mình ngày nào cũng có ca chứ, ngày nào cũng có ca dương tính anh em à. Đấy. Đang chỉ thị 15 nhưng mà ra đường anh em phải có giấy đi đường với lại phiếu đi chợ này kia các kiểu, ra đường không lý do là bị hốt vô lụp là 2 triệu làm tới nè. Cho nên là mở cửa là cũng như không đây, không có làm ăn gì được hết. Email nè, đó, được thêm một con email anh em ơi. 80 vé, 100 là 180 nữa anh em. Đó, đợt này là được 4 con tướng đỏ này. Cái đợt đầu là 100 vé chỉ được, ý con gáp. Mình vừa thấy con gáp ở phía trên. Đó,
được thêm một con giáp nữa, là được 5 con tướng đó, phải không anh em? 5 con tướng nãy là hình như là 2 Marco, 4, đợt này là được 4 nè, với đợt trước một con gấu trắng là được 5 rồi đó. 2 con Marco, con Mihao với lại con giáp. Ủa, phải nãy có con Ineo không ta? Như là nãy được có một con Ineo nữa phải. À, được thêm một con Mihao nè anh em. Khá là ngon lành luôn. Đợt này có vẻ như là khá là hên đó anh em à. Trong vé tiếp theo có vẻ như là khá là hên. Thì vài bữa mình sẽ tổng hợp mấy cái, mình sẽ làm một cái post cho mấy anh em hỏi, mình sẽ trả lời này kia cho anh em vui vui. Đó, thì cấp này mình cũng ít có trả lời bình luận được. Tại vì nếu mà mình spam bình luận nhiều quá thì YouTube nó xóa kênh đó anh em. Thì cái vấn đề này mình cũng đã có nói ở trong các video cách đây cũng khá là lâu rồi, cho nên là nhiều anh em không có xem được cái đoạn đó, chắc là cũng không biết, có thể là nói là mình ít trả lời này kia. Đợt đó mình nhận cái mail cảnh báo của YouTube, nó báo là do mình spam tin nhắn nhiều quá, nếu mà mình còn tiếp tục tái phạm nữa nè, nó sẽ chấm dứt kênh của mình. Không hiểu trước mình có show cho anh em coi cái mail của YouTube, vậy mà mình rất là ít trả lời bình luận anh em. Mình thả tim mình chính này, vì vậy mà anh em cứ bình luận là mình sẽ thả tim cho anh em, là mình đều có xem hết rồi đó. Lâu lâu có số câu hỏi nào đó mình trả lời, lâu lâu mình trả lời vài câu hỏi chắc thì cũng không sao, nhưng mà mình trả lời nhiều quá là nó có vấn đề nha anh em. Nó sẽ có vấn đề với YouTube liền, YouTube nó sẽ cho mình ra đảo, không có ngày trở lại nên mà không có ngày về luôn, tạo một cái kênh mới thì rất là phức tạp. Kênh xây dựng khá là lâu rồi, bây giờ mà tạo lại cũng khá là đuối, mà mấy anh em thông cảm nha. Chắc là vài bữa mình sẽ tạo mấy cái post bên tab cộng đồng cho anh em, mà anh em lên đặt câu hỏi này kia, mình sẽ làm một cái video mình trả lời câu hỏi cho anh em này kia cho nó sớm. Nãy giờ là cũng được 200 ngoài vé rồi đó anh em, 200 ngoài vé rồi đó, được gần được phân nửa chặng đường này. Ôi nãy giờ cũng khá là dài rồi anh em à, để mình mở lẹ lẹ. Nãy giờ ý là mình mở mới có 200 mấy lần mà nó tốn nhiều thời gian lâu dữ gì đó. Cái này cứ 10 vé, một lần 10 vé. Đây, thì 10 lần là 100 vé, 100 lần là được 1000 vé. Cái này mình phải mở 3000 lần. Đây, 3000 lần nó phải gấp 6 lần cái sự kiện này. Đây, vậy mà rất là tốn thời gian. Mở hết 30k cái vé chỉ một lần bạc, rất là tốn thời gian anh em. Nhìn thôi là mình thấy ngán rồi đó. Ấy, được một con giáp rồi anh em. Lại được một con giáp nữa nè. Đây, khá là hên. Đó. Mở đầu cho cái móc vé thứ 200 trở đi. Ấy, được một con giáp rồi anh em. Đó. Ngon lành của hành luôn. Nãy giờ mình được cũng như là 3 con giáp rồi đó anh em à. Được 3 con giáp rồi đó, 2 con Mihao, hai con Marco với lại con Ineo với lại con trắng như vậy. Nãy mình không nhớ là mình có ra được con Ineo rồi hay không, mình cũng không nhớ nữa, nhớ mang máng là nhớ được một con Ineo hay sao. Đột phá trang bị vòng tay Kaido lên cộng 6 cao tùng nữa. Baza Tatsugu này mình cũng đã như là đạt mốc 250 rồi, được phân nửa ra, phân nửa chặng đường rồi đấy nè, khá là tốn thời gian luôn. Nãy giờ tính ra cũng được ít, khá là ít tướng đỏ anh em. Bình thường ngày xưa mà mấy cái móc khoảng cỡ 250 email anh em, đó email nè, 200 250, mình chơi full là mình được ít gì cũng khoảng cỡ 15 con tướng đỏ. Bây giờ mình chơi 250 thôi mà chỉ được chưa được 10 con tướng đỏ nữa anh em, khá là ít. Mình chơi full 500 này chắc mình được khoảng cỡ mười mấy 20 con anh em. Nãy là cái lần thứ hai là mình được cũng gần gần cỡ chục con rồi đó anh em. Đây, hai con Marco nè, Ineo nè, hai con Mihao nè, là thêm ba con giáp nữa, được 8 rồi anh em. Đây, cái lần đầu tiên là được thêm con gấu trắng là được 9. Nãy thêm nãy một cái con này chắc là quên mất tiêu con gì ta. Ineo hả? Ineo phải, đó là được 10 con. Gần 300 vé mà chỉ được có 10 con anh em. Tính ra cũng khá là chua, đợt này tỷ lệ ra tướng đỏ này kia nó hơi bị thấp. Nãy giờ mà chỉ mới được có thêm 130k điểm thôi anh em à. Mở, ơi được một con gấu trắng nữa nè, vừa mới nói xong được thêm một con gấu trắng nữa.
Nếu mà full hết này chắc mình lên được khoảng cỡ 700k điểm thôi anh em. Đó, 700k điểm thôi. Chắc là không được lên tới 1 triệu thôi. Vài bữa mình để dành lên được khoảng tới 1 triệu rồi mình mở hết luôn. Gom nhiều nhiều mở cho nó đã tay anh em. Chứ ít ít qua mở cũng không phê. Đó, lên nhiều nhiều một xíu mở cho nó phê phê. Phê như con TT. Đó. Quên mất tiêu của phần thưởng bên trong là gì. Bây giờ mình mà lít vô phát là nó mở ra luôn, ngay qua luôn anh em. Để mình xem thử ở dưới này nó có cái gì ta. Nó có cái dấu chấm hỏi nên mình sẽ mình lít vô mình xem thử là phần thưởng bên trong là gì, mình quên mất tiêu rồi. Như là có gồm có đá bảy màu nè, đá thiên phẩm rồi bùa, mảnh bản đồ bí ẩn, vậy bản đồ đỏ đó, bia. Như là mình nhớ gì anh em. Tự nhiên mình quên ngang người ta, đặng update thêm mấy cái phần thưởng mới này kia nữa, hình như là vòng vòng có nhiêu đó anh em. SP hình xăm, đúng rồi, như có SP hình xăm nữa. Tự nhiên cái quên cấp này chơi nhiều game quá cho nên nó bị gối loạn anh em. Chơi nhiều game buổi tối thì đang cày bên PUBG. PUBG hiện tại giờ nó chuẩn bị kết thúc cái mùa Gozan này, bữa nay là cái ngày cuối rồi anh em, cho nên là hôm nay mình cố gắng mình cài cho lên năm đủ 50 cái mốc 50 Gozan Pass để mà lấy cái phần thưởng cái bộ trang bị bộ ngoại trang cuối hả. Mà được cái là mình thích ở bên cái PUBG là anh em biết làm sao không? Tại vì anh em có thể chỉ cần nạp lúc đầu thôi, anh em kiếm đủ cái số kim cương á thì anh em có thể thì anh em sẽ có thể là chơi sau khi mà kết thúc cái mùa Gozan Pass thì anh em sẽ nhận lại đúng cái số kim cương số UC luôn, và anh em tiếp tục dùng cái số UC đó làm mua tiếp cái Gozan Pass mùa tiếp theo, chứ anh em không cần phải nạp nữa. Nếu mà anh em muốn chơi thêm mấy cái sự kiện khác như là mấy cái dòng quay may mắn kiếm đồ này kia các kiểu thì anh em nạp vô thôi, còn lại nếu mà anh em cày chay này kia anh em chỉ cần nạp một lần duy nhất thôi là anh em có thể là mua liên tiếp tất cả các mùa Gozan Pass tiếp theo, anh sẽ cho anh em đúng với cái số UC của anh em bỏ ra, vì vậy mà anh em không cần phải nạp thêm. Đó là cái mình thích ở cái game PUBG. Đây, còn thêm một con gâu trắng nữa anh em. Vì vậy mà mình chơi cũng khá là lâu anh em. Từ lúc nó ra tới giờ là cũng khoảng chắc khoảng cả 2 năm thì phải. Có thể là 2 năm mà anh em à. Nó ra tới 18, 19 mùa Gozan Pass kia. Vậy giờ nó đã ra tới cái mùa Gozan Pass thứ 3 là ở cái móc hình như là nó chỉ có 50 thôi anh em. Ngày xưa là móc 100, bây giờ nó chỉ có móc 50 thôi. Đây. Nói chung là mình tập trung khá là nhiều bên game đảo kho báo này cho nên là bên game Wonderman hơi bị cùi bắp quá nè. Vì vậy mà cái gì anh em xem đừng có chê nha. Cái gì anh em cứ góp ý cho mình để mình có nhiều cái hay ho hơn để mình làm cho anh em xem. Chứ bên Wonderman nhiều khi có nhiều cái mình chưa có khám phá được hết anh em. Cho nên là nó cũng hơi bị cùi bắp, nó hơi bị thọt hơn so với những người khác. Anh em nếu mà phát hiện ra cái gì đó mình chưa có làm anh em thì anh em cứ góp ý bên dưới để mình vô mình hoàn thành mấy cái nhiệm vụ luôn nha anh em. Như bên game đảo kho báo này thì dễ ấy, vì mình trải nghiệm khá là lâu rồi cho nên là nói chung là cũng khá là gành gọt này. Còn bên game Wonder Man thì giờ mình mới bắt đầu khám phá được, mới đây mình đã 22 ngày rồi anh em, bữa nay là ngày thứ 23 rồi đó, cực kỳ nhanh luôn. Tối qua mình up cái video bên game Wonder Man, up ngay cái giờ mà từ nhỏ nó học online anh em. Up lên hoài mà không được, không thể nào mà thay được cái hình bìa. Xong đó mình xóa đi, mình up lại cũng bị luôn anh em à. Up đen đi. Tối qua mình up hơi trễ quá. Bình thường là mình up khoảng cỡ tầm 6 giờ là mình up rồi. À, tới 7 giờ mình chỉ cần lít nút đăng lên là nó đăng lên thôi. Hôm qua mình đăng chậm quá, 7 giờ mấy, 8 giờ, 8 giờ anh em. Đăng lúc 8 giờ cho nên là đăng lên không nổi luôn. Nó quá bị nghẽn mạng anh em. Giờ hôm nay có kinh nghiệm phải đăng video sớm hơn xíu để giống thôi là tới giờ đó đăng lên là sẽ khó khăn nữa. Nãy giờ mình quên đếm là mình đã mở được bao nhiêu con tướng đỏ rồi nữa anh em. Nãy hình như được thêm một con gâu trắng nữa. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xem tiếp mình sẽ mở ra được những con tướng đỏ nào đây. Cũng dần kết thúc anh em. Còn khoảng 100 ngoài vé nữa mình sẽ phí đi đây. Tính ra cũng nãy giờ cũng lâu dữ này mà. Cứ 100 vé là mình mở cho khoảng cả tầm 10 phút á. 10 phút.
chắc khoảng khoảng cỡ đó anh em. Chắc khoảng tầm 10 phút rồi chứ không hơn 10 phút đâu. 751 này. 415 là mình sẽ kết thúc anh em. Nãy là mình 915, mình sẽ mở tới cái mốc là 415 là mình sẽ xong. Vẫn còn đang suy nghĩ là ngày đêm Trung thu, đêm Trung thu mình sẽ tạo một cái event cho mấy anh em, tặng thẻ cho mấy anh em. Nhưng mà hiện tại giờ vẫn chưa nghĩ ra là cái event gì anh em. Định bữa đó sẽ tặng cho anh em vài cái thẻ để cho mấy anh em mà may mắn nhận được. Coi như là một tí gọi là phần thưởng vui Trung thu cho anh em thôi. Chưa bao giờ mà anh em mà có thể là kiếm ra được một kênh YouTube nào mà tặng thẻ nhiều cho anh em đến như vậy phải không? Từ đầu đến giờ là từ lúc mình ra bắt đầu mình làm video cho tới bây giờ là mình tặng cho anh em cũng khá là nhiều. Không thể là chắc là khoảng cỡ là chục triệu đó anh em à. Không thể nào mà ít hơn được đâu. Cứ mỗi tháng đều, tuần nào cũng có event tặng thẻ cho anh em. Cứ mỗi mốc, ngày xưa là đâu phải là mốc 1000 mình mới tặng thẻ cho anh em ngẫu nhiên trong video đâu. Mốc 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900 để mình đều có tặng thẻ ngẫu nhiên cho các anh em trong video hết. Vì vậy mà mấy anh em nào nhận được thẻ là tính ra là cũng khá thành công rồi đó anh em à. Số lượng bạn mà nhận được thẻ từ mình là cũng rất là đông rồi đó. Con số thì chắc phải vài trăm người là ít đó anh em. Chính vì vậy mà mình được mấy anh em khá là ủng hộ. Mình nói chung là mình làm vì anh em, làm vì anh em là chính thôi. Chứ làm YouTube này mà YouTube này mà đợi kiếm được tiền đó để mà giàu lên thì rồi khó lắm anh em à. Anh em đừng có thấy mấy YouTuber kia làm tiền nhiều quá mà anh em thấy ham, làm cực cho lắm anh em ơi. Anh em phải nghĩ cái ý tưởng nè, rồi anh em phải tốn thời gian để mà anh em làm video xong rồi anh em phải edit này kia các kiểu, nó rất là tốn thời gian nha anh em. Và tiền kiếm được mỗi video chỉ có vài chục ngàn đó, thì anh em nghĩ đi, chưa, không tới vài chục ngàn đó anh em. Khi một video làm ra được mười mấy hai chục ngàn anh em nghĩ đi, không thấm vào đâu so với số tiền mình bỏ ra mình tặng cho anh em đó. Tính ra là nói chung là mình rất là quý mấy anh em mà theo dõi ủng hộ mình này kia, mình rất là quý mấy anh em, cho nên là mình gọi là cái đó là cái phần quà mình cảm ơn hay là cảm ơn đến anh em thôi đó. Còn cái số tiền mình kiếm được từ YouTube thì mình cũng tạo thêm nhiều event cho anh em chơi thêm nữa đó. Thời xưa thì mình tạo rồi mình con email anh em, mỗi tuần mình tạo dòng quay mình tặng có 10 bạn thôi. Lúc đầu thì mình tặng 5 bạn, sau đó mình lên 10 bạn, rồi sau đó mình lên 20 bạn, rồi sau đó mình lại lên 25 bạn. Bây giờ đã lên được tới 30 bạn rồi đó anh em. Cứ mỗi tuần mình quay như vậy là 30 bạn, có thể 30 bạn nhận được cái, có thể nhận được cái thẻ từ mình đó. Và chưa kể là mình tạo thêm cái event dự đoán xổ số, rồi tạo thêm mấy giải đấu, với lại ngẫu nhiên tặng thẻ ngẫu nhiên trong các video cho mấy anh em. Đợt này là cái mốc 4000 rồi mình tặng suốt gần cả tuần anh em, như từ thứ hai thứ ba đó cho tới chủ nhật tuần rồi là mấy chốt sổ mình tặng năm suốt mấy ngày liền luôn. Ôi còn 100 vé cuối cùng nữa thôi anh em à, 100 vé cuối cùng nữa thôi đó. Nhiều anh em hỏi mình là đổi thẻ lời con em, anh em đổi thẻ thử đi anh em biết. Nhiều người nhiều rất là nhiều bạn anh em đổi thẻ 20k thì cái số tiền mà mấy anh em khác đổi còn dư lâu, cứ mỗi lần mình đổi thẻ gì có thể là dư 1.000, 2.000 hoặc là 3-4.000 rồi đó, thì mình cũng dùng cái số tiền đó mình bù cho mấy anh em khác hết à. Rất là nhiều anh em đổi thẻ, có nhiều anh em đổi thẻ 50k mình bù ngang luôn đó, thì cái số tiền dư đó mình sử dụng để mình bù cho mấy anh em đó. Nhiều khi mình đổi ra số mình lỗ là nhiều anh em, có số bạn nhiều người đó, nhiều người đưa 20k lỡ đưa rồi thì biết sao giờ, thì mình bù luôn. Có số bạn đưa 50k nó là không đủ để mà ăn cái mốc nạp siêu cấp 50k thì mình thấy vậy thôi, mình cũng cố gắng mình bù vô luôn. Nhiều khi mình không có tiền mình phải dùng Momo, mình mua thẻ điện thoại thì mình đập vô để mình bù cho anh em đó. Nhưng mà mình cũng không có nói, thì lâu lâu mình cũng có nói với anh em là cái thẻ này nó đổi được nhiêu thôi, mình bù đợt này thôi, đợt sau nữa mình không có bù đó. Thì nói gì thôi chứ đợt nào mình có tiền là mình cũng đều bù. Đợt này khá là nhân phẩm nên quay được hai con tướng đỏ luôn à, Hakenu với lại Mihao luôn, hên dữ anh em à. Nói chung là vui là chính thôi, có vài ngàn nó cũng không có vấn đề gì hết. Thì
vậy mà anh em cứ inbox cho mình, nếu mà mình có dư hoặc là tài khoản ví thẻ siêu rẻ này kia còn dư thì mình sẽ bù cho anh em. Ui là mèn, nãy giờ khá là mỏi tai luôn anh em. Nãy giờ mà chỉ mới tự tới đây thôi, còn khá là nhiều vé nữa mới xong nữa. Nãy giờ nói chuyện tâm sự với anh em mỏi miệng luôn. Nói chung là đợt này nói chung là mở cái chiêu mộ lên vàng này thì ra sẵn này tâm sự với lại anh em luôn. Chứ xem cái này mà anh em ngồi xem không thì nó cũng hơi bị chán ha. Định livestream để mà mở cho anh em xem rồi trả lời mấy câu hỏi của anh em không được một con ai khai nú nè. Nhưng mà sợ đang làm, đang live thì nó bị rớt mạng này kia các kiểu nè. Đó, không biết là chủ nhật tuần này thì nó sẽ như thế nào nữa đây. Không biết là chủ nhật tuần này livestream thì nó sẽ như thế nào đây, sợ đang live nó sẽ rớt mạng này kia các kiểu nè. Chủ nhật thì chắc cũng không ai học online đâu, nhưng mà cũng hên xui nè. Các cớ lỡ đâu mà bắt học bù học này học kia các kiểu, lỡ có học thì sao nè. Tới đó sẽ mạng nó cũng rất là khó. Nhưng mà hên là mình live buổi trưa cũng đỡ đi. Tụi nhóc bây giờ là mấy cô giáo này kia cho học buổi tối hết, cho nên là rất là khỏe. Đó, vì vậy mà cũng Akainu anh em, được thêm một quả Akainu nè. Đây, nói chung là cũng nãy giờ cũng được khá tướng đỏ rồi anh em. Đợt này quay ra lần đầu tiên mình quay ra được cùng lúc hai con tướng đỏ này phải. Trước giờ như là chưa bao giờ mình quay được cùng lúc hai con tướng đỏ nữa anh em. Giờ hôm nay là cái ngày đầu tiên nè. Ây, được một con mắt cố nè anh em, được một con mắt cố nè. Tính ra nãy giờ chắc mình cũng khoảng được 20 tướng đỏ này phải. Nãy giờ lo nói chuyện với anh em. Nào con gáp email, gáp email cùng lúc nè anh em. À, khá là hên anh em à. Cực kỳ xịn sò nè. Nãy giờ mình quay qua cùng lúc hai con tướng đỏ liên tiếp luôn. Khá hên anh em à, hên dữ luôn á. Tính ra nãy giờ chắc cũng khoảng cỡ hơn 20 con tướng đỏ rồi anh em à. Hơn 20 con tướng đỏ luôn đó. Để mình xem thử nhân phẩm ngày hôm nay, mình sẽ chắc là nãy giờ mình quên đếm là xíu, mình sẽ xem lại video tổng kết lại thử xem là mình ra được bao nhiêu con tướng đỏ đây. À, chưa thấy anh em nào úp cái bộ trang bị bạch kim lên để mình xem thử. Nếu mà anh em nào có một nó có úp trang bị bạch kim rồi thì có thể là cho mình mượn ạc để mình có thể review chia sẻ với lại những anh em khác nha. Anh em cứ yên tâm. À, có anh em mà mình rất là bảo mật, không có để tiết lộ ra ngoài, với lại là mình cũng khá là uy tín, về anh em cứ yên tâm. Mình cũng có review ạc mấy ngàn tỷ lượt chiến thôi, cho nên là cũng nói chung là mình cũng không phải là tham lam này kia, cho nên là anh em cứ yên tâm. Đấy, mấy anh em giao cho mình mỗi lần đổi thẻ này kia, có một số anh em giao cho mình đặt cái chục triệu là chuyện bình thường em. Đó, gửi cho mình là khoảng có người gửi cho mình một lần là khoảng 20-30 cái thẻ 500k thôi mà. Mình nạp vô trong thẻ, trong cái ví siêu rẻ mình để đó, chỉ việc mỗi ngày gửi cho mấy anh em đó là thẻ thôi. Đấy, có những số đại gia này kia nhưng mà mấy bạn đó lại không biết mua, không biết đổi, với lại không biết mua thẻ như thế nào thì gửi cho mình mua giùm thôi. Đó, gâu trắng nè, đây thêm một con gâu trắng nè. Như mấy đợt trước mà anh em thấy trong cái ví thẻ siêu rẻ của mình là mười mấy triệu anh em. Chút tiền nữa là của mấy anh em gửi cho mình để mà mình gửi thẻ hàng ngày cho mấy bạn đó. Trong đó học sinh, sinh viên này kia cũng có. Chứ mình gặp mấy người tham lam là gọi luôn. Cái số tiền nó coi như là bốc hơi luôn đó anh em. Mình là mình chẳng tham lam mấy cái đó làm gì. Cũng chẳng có bao nhiêu tiền hết. Nhiều đó cũng không thể nào mà đủ để mà mua được cái uy tín của mình anh em à. Mình là cực kỳ uy tín. Mình không phải là mình tự nhận nha anh em, mà là anh em nếu mà tiếp xúc với mình nhiều thì anh em sẽ biết được cái bản chất và bản tính của mình. Đó, anh em nếu mà tiếp xúc với mình nhiều thì anh em sẽ biết được cái bản tính của mình thôi. Mình là nói chung là vui là chính. Mình là cực kỳ ham vui thôi anh em. Ham vui. Lúc đầu là cũng không có định làm YouTuber đâu. Đấy, chủ yếu là up lên, có số anh em thấy là mình thấy nhiều người hỏi cái gift code đảo kho báo nè, mình mới làm một cái video mình tổng hợp lại gift code, lại khách nhập gift code này kia các kiểu. Sau đó là được mấy anh em ủng hộ rất là nhiều. Ai ngờ đâu cái video đó lượt xem lên vèo 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 anh em. Và từ đó mình bắt đầu mình sẽ ra thêm những cái video hay
những video tiếp theo về cái tựa game đảo kho báu nè, được một con Akainu nè. Tại thì giờ mình ra tới giờ luôn, từ là mình làm cái tựa game này là từ lúc mình ra cái game đảo kho báu từ giữa tháng 3 cho tới bây giờ luôn em, cũng khá là lâu rồi đó, khá là lâu anh em à. Tháng 3 nè, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, chuẩn bị được 6 tháng rồi nè, chuẩn bị tròn 6 tháng rồi. Ok, còn ấy được một con Akainu nè. À, đợt này mình mở khá là hên em à, được tính đỏ khá là nhiều á. 659 này, 659.000 rồi anh em. Không lên được 700k rồi anh em. Rồi, ok, phí liệt luôn rồi nè, 415 nè. 660k thì còn cái đóng chiêu mọi lần bạc mình mở ra sẽ được thêm một khá điểm nữa. Thì bây giờ mình sẽ vô trong đây mình nhận mấy bằng thưởng tích lũy chiêu mộ 400 hàng gửi nè, 5.000 ở sao nó nhảy loạn xả cho ta, 4.500 4.000 ôi được thêm khá ngọc nữa nè, 2.000 ngọc nè, móc 3.000 móc 2.000 à, móc 1.700 ở đây được thêm 1.000 gửi ngọc với lại hai cái hình xăm mỹ sao nữa em, móc 1.000 móc 800 rồi ok finish luôn. Để mình xem là cái thiên thư mình có thể là up được cái nào lên đâu, hiện tại giờ cái thiên thư hải tặc mình lên được 53 nữa em, chắc là không đủ à, đủ lên được 2 cấp nữa đó. Rồi ok lên được 55, bây giờ mình sẽ xem được lên được bao nhiêu tỷ đây. Nãy sáng là như là 806 hết nè, đúng là 806 hay 808 vậy, hiện tại giờ mình đã lên được 817 rồi anh em, 817 tỷ lực chiến. Cứ mỗi lần up một cái như vậy mình sẽ lên được thêm khá là nhiều lực chiến anh em à. Đó, lên được khoảng cỡ gần 6 tỷ hả. Rồi ok xong quý nịt cái sự kiện ngày hôm nay, được lên được thêm 188 cái mảnh bản đồ bí ẩn, 288 cái bùa truy nã đó, được thêm khá cái đá đột phá nữa. Bây giờ mình sẽ đột phá full cái móc cộng hưởng. Ủa chưa full được anh em, chưa full được. Bây giờ mình sẽ up cho nó đủ 5 sao đi, đủ full set 5 sao để mà lấy cái dòng cộng hưởng. Đây bây giờ mình sẽ cường quá lên 60 đó, cứ mỗi cấp lên được 60, lên 70 là như là mát thì phải, hình như mình chỉ cần lên 6 sao thì phải, 6 sao thì mình có thể là mát cộng hưởng rồi anh em. Đây như tối đa chỉ lên được 70 thôi, đây mình chỉ cần lên 1 sao đó là đủ anh em đó, cộng hưởng level 60 nè. Đây toàn quân sát thương vật lý, để mình xem thử cái cộng hưởng ở đây. Đúng rồi, level 70 là tối đa rồi anh em à, anh em chỉ cần lên 6 sao thôi là có thể là full móc rồi. Ghèn, bùa ghèn, ôi hiện tại giờ hết bùa ghèn luôn. Lên được 818, gần 819 tỷ lực chiến anh em. Đó, lên được thêm khúc nữa. Rồi, ok, thì video này hiện tại bây giờ nó cũng khá là dài rồi. Nãy giờ anh em mình tâm sự nó cũng khá là nhiều rồi. Hiện tại bây giờ thì cũng không còn gì để có thể làm cho anh em xem nữa. Và nếu anh em, khoan để mình xem được cái trận pháp thì có gì để up lên được hay không. Được 29k nè. Đó, bây giờ mình sẽ up thêm cái trận pháp thủ vật lý luôn. Rồi, ok lên được 836 tỷ được chiến anh em à, 836 tỷ được chiến này. Để mình xem thử còn cái gì để có thể làm được cho anh em xem nữa không. Đây hiện tại giờ mấy con tướng của mình cũng đã chuyển sinh cũng full cấp hết rồi. Bây giờ thì còn có đá này với lại đã đột phá thằng binh, hiện tại giờ không còn thằng binh để có thể up được hình xăm SP, hình xăm cổ ngọc hiện tại cũng hết luôn, hiện tại bây giờ cũng không còn gì để có thể làm cho anh em xem nữa anh em ơi. Rồi ok lên được 155k ngọc tiếp à, ngày mai nếu mà ra cái sự kiện dòng quay thích tiêu này kia mình sẽ chơi tiếp. Và hiện tại giờ thì thôi mình sẽ kết thúc video ở đây thôi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo về cái tựa game đảo kho báu này. Và nếu anh em yêu thích mình làm cái tựa game này thì anh em nhớ cho mình một like và nhấn đăng ký để ủng hộ mình nha anh em. Và đừng quên để lại đóng góp ý kiến ở đây dưới phần bình luận để mình có nhiều cái ý tưởng hay để mình có thể ra nhiều video hay hơn cho anh em xem.
Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em, chúc anh em có một buổi chiều thật vui vẻ nha. Bye bye anh em.